Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Hướng Mai hôm nay xin giới thiệu với quý khách một chiếc sập bằng gỗ cẩm lai rất là đẹp, vân của nó thì vô cùng là tuyệt vời. Kích thước dài là 3m30, rộng 2m20 và cao 68 phân. Vân của chiếc sập bằng gỗ cẩm lai này nó rất là đẹp, và khi mà quý khách chạy vòng quanh, nó là sập tứ diện nên là đặt để vào trong ngôi nhà thì nó vô cùng là to đẹp. Nhà quý khách có một không gian nào đó thật to và muốn trưng bày một cái sập rất là hoành tráng thì đây là một trong những cái sập ngoại khổ to nhất từ trước đến nay, và nó rất là đẹp, vân của nó cũng nhiều nữa. Khi mà đặt để trong ngôi nhà thì quý khách sẽ thấy là đi vòng quanh, vân của nó rất là đẹp, sang và dày dặn. Nó chính là một trong những cái khối tài sản rất là giá trị và đựng rất nhiều thứ. Ví dụ như là nhà Hướng Mai thì thường xuyên là có các pho tượng Phật, như là pho tượng Phật Tổ ở Liên Hoa Vi Tiếu đây, hoặc là những hoa sen thì các bạn thường thường là đặt để vào trong này bởi vì nó rất là rộng và to, tận dụng được. Thế còn khi mà đặt để ở trong ngôi nhà của quý khách thì quý khách sẽ đặt vào trong cái căn phòng của mình, nó sẽ làm cho cái căn phòng trở nên rất là ấm cúng, đầy đủ và đẹp. Nó là sập tứ diện nên là nó vừa dày vừa đẹp vừa chắc chắn. Cái bộ này thì nó rất là kén cho những ngôi nhà phải thật là to thì kê với đẹp được, hoặc là những cái ngôi nhà mà nó có những cái không gian ấy thì đi vòng quanh nó rất là quý. Kể cả là những ngôi chùa thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà nhà tư mà đẹp, to, rộng thì những cái sập này rất là giá trị. Kích thước của nó dài những 3m3 cơ, và rộng là 2m, cao 68 phân. Nên là rộng của nó là 2m2. Nên nó rất là to, to nhất từ trước đến giờ mà Hướng Mai biết. Mà cái vân của nó thì phải có những cái cục gỗ, cây gỗ rất là đẹp và to thì mới có thể làm được cái sập đẹp quý như thế này, tứ diện. Và hôm nay thì với một chiếc sập 3m3, dài 2m2 và cao 68 phân bằng gỗ cẩm lai, Hướng Mai xin được giới thiệu với toàn thể quý khách. Nếu quý khách thấy nhà mình có một cái không gian thật là rộng, phù hợp với chiếc sập này và muốn cái gì đó thật là giá trị thì đây là một trong những cái gợi ý mà Hướng Mai nghĩ là nó rất là phù hợp với nhà quý khách. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, một năm thành công và hạnh phúc. Xin được gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách đã nhiều năm xem trên các kênh YouTube và có những comment rất là tích cực để cho đội truyền thông của Đồ Gỗ Hướng Mai tích cực làm ra những video chất lượng, và xin được gửi lời biết ơn cũng như là gửi những điều tốt đẹp nhất đến với toàn thể gia đình quý khách. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào.